Chào mừng các em tham gia tiết học bộ môn vật lý khối lớp 6. Cô mời các em cùng tham gia ôn tập lại một số kiến thức ở bài học trước. Cô yêu cầu các em trả lời các câu hỏi ôn tập vào trong vở bài tập, hoặc các em có thể sử dụng vở nháp. Câu hỏi số 1. Thế nào là sự nóng chảy? Em hãy nêu một ví dụ về sự nóng chảy. Thế nào là sự đông đặc? Em hãy nêu một ví dụ về sự đông đặc. Cô mời các em làm bài. Nào, các em hãy xem lại đáp án của mình nhé. Đáp án câu 1. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. Ví dụ, một cây kem đang tan, hơi nóng sát đèn cầy chảy ra. Các em có thể lấy ví dụ khác. Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Ví dụ, đổ nước vào ly rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh. Nước sẽ đông cứng lại, sáp đèn cầy chảy ra rồi cứng lại. Các em có thể lấy ví dụ khác. Câu hỏi số 2. Trên hình, vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của băng phiến khi nóng chảy. Em hãy cho biết. Câu A. Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là bao nhiêu? Câu B. Tương ứng với các đoạn AB, phải CD, băng phiến tồn tại ở thể gì? Câu C. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất như thế nào? Cô mời các em làm bài. Lưu ý, các em có thể trả lời các đáp án ngắn gọn vào trong vở bài tập hoặc vở nháp. Các em hãy xem lại đáp án của mình nhé. Đáp án câu 2 như sau. Câu A. Nhiệt độ nóng chảy của băng phiến là... Đó là do nước đã bị bay hơi. Hiện tượng 2. Mở nút chai dầu gió và quên đẩy lại thì sau một thời gian dầu trong chai sẽ cạn dần. Đó là do dầu đã bị bay hơi. Các hiện tượng này người ta gọi là hiện tượng bay hơi.
Vậy theo các em, thế nào là sự bay hơi? Sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi. Ngoài nước, dầu bay hơi, nhiều chất lỏng khác cũng bay hơi. Các em hãy tìm thêm các ví dụ khác về sự bay hơi của chất lỏng đi nào. Các chất lỏng khác cũng bị bay hơi như cồn, xăng, dầu, nước hoa. Trong các chất lỏng vừa nêu, có chất lỏng bay hơi nhanh, có chất lỏng bay hơi chậm. Vậy sự bay hơi nhanh hay chậm của một chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố nào? Sau đây, cô sẽ lấy một hiện tượng rất quen thuộc trong thực tế, đó là hiện tượng phơi khô quần áo sau khi giặt, để chúng ta cùng nhau phân tích xem sự bay hơi nhanh hay chậm của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào nhé. Ở hình A1, phơi quần áo khi trời râm. A2, phơi quần áo khi trời nắng. Các em dễ dàng nhận thấy, phơi quần áo khi trời nắng sẽ mau khô hơn vì nước trong quần áo sẽ bay hơi nhanh hơn. Còn phơi quần áo khi trời râm sẽ lâu khô hơn vì nước trong quần áo sẽ bay hơi chậm hơn. Các em hãy nhận xét xem tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ. Ở hình B1, phơi quần áo khi có gió. B2, phơi quần áo khi không có gió. Ở trường hợp này, các em cũng dễ dàng thấy được là khi có gió, quần áo sẽ mau khô hơn khi không có gió. Vì khi có gió sẽ làm cho nước trong quần áo bay hơi nhanh hơn. Còn khi không có gió, nước trong quần áo cũng bay hơi, nhưng bay hơi chậm hơn. Các em hãy nhận xét xem tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào gió. Ở hình C1, quần áo không được căng ra. C2, quần áo được căng ra. Nếu quần áo phơi được căng ra thì sẽ mau khô hơn. Các em nhận xét xem tốc độ bay hơi còn phụ thuộc vào yếu tố nào nữa. Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng. Ở đây, cô lưu ý thêm với các em là khi quần áo được phơi căng rộng ra, có nghĩa là chúng ta đang làm cho diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn thì sẽ giúp cho sự bay hơi diễn ra nhanh hơn. Từ việc phân tích trên, các em hãy rút ra nhận xét tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố nào. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố: nhiệt độ, gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng. Tiếp theo, các em hãy cùng cô giải thích thêm một số hiện tượng bay hơi trong thực tế cuộc sống. Tại sao khi trồng chuối hay trồng mía, người ta phải phạt bớt lá? Người ta phải phạt hay cắt bớt lá đi để giảm bớt sự bay hơi, làm cây ít bị mất nước hơn. Trở lại hiện tượng làm muối từ nước biển, các em có biết đây là hiện tượng gì không? Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối? Hiện tượng làm muối từ nước biển là hiện tượng bay hơi. Thời tiết có nắng và có gió thì nhanh thu hoạch được muối. Chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung thứ nhất về sự bay hơi. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về sự ngưng tụ. Hai la mã, sự ngưng tụ. Một nhỏ, hiện tượng ngưng tụ. Các em hãy quan sát hai hiện tượng sau. Hiện tượng 1, khi hà hơi vào mặt gương sẽ làm cho mặt gương bị mờ đi. Đó là do hơi nước trong hơi thở của ta đọng lại thành những giọt nước làm cho gương bị mờ đi. Nhưng sau đó, những giọt nước này cũng sẽ bị bay hơi và mặt gương lại sáng. Hiện tượng 2, những giọt nước đọng ngoài thành ly nước đá.
những giọt nước này từ đâu mà có? Đó là do hơi nước trong không khí gặp lạnh tạo thành những giọt nước bám ngoài thành ly. Người ta gọi các hiện tượng này là hiện tượng ngưng tụ. Vậy theo các em, thế nào là sự ngưng tụ? Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng. Cô lưu ý các em cần nhớ, sự ngưng tụ là quá trình ngược lại của sự bay hơi. Khi tăng nhiệt độ, sự bay hơi xảy ra nhanh hơn. Còn khi giảm nhiệt độ, thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát được sự ngưng tụ. Trong thực tế, có nhiều hiện tượng ngưng tụ. Các em hãy vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng sau. Giọt sương đọng trên lá cây vào ban đêm. Các em có thể giải thích hiện tượng này được không? Đó là do hơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh ngưng tụ thành những giọt nước đọng trên lá cây. Ban ngày những giọt sương này lại mất đi vì nước đã bị bay hơi. Khi nấu ăn bằng nồi có nắp thủy tinh đậy kín, ta thường thấy nắp nồi bị mờ đục đi. Tại sao? Đó là do hơi nước trong thức ăn bay hơi, không thoát ra ngoài được nên ngưng tụ làm nắp nồi bị mờ đục. Qua bài học hôm nay, các em cần ghi nhớ các nội dung sau. 1. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi. 2. Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và diện tích mặt khoáng của chất lỏng. 3. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. Các em có thể tìm hiểu thêm một số hiện tượng khác về sự bay hơi và sự ngưng tụ. Đây là hai hiện tượng các em có thể tham khảo thêm. 1. Những vùng có khí hậu lạnh, ta dễ dàng quan sát được sương mù vào sáng sớm. 2. Để tóc mau khô sau khi gội đầu, người ta thường dùng máy sấy tóc. Sau đây là đáp án của hai hiện tượng trên. Hiện tượng 1. Những vùng có khí hậu lạnh, ta dễ dàng quan sát được sương mù vào sáng sớm. Đó là do hơi nước trong không khí gặp lạnh ngưng tụ thành những giọt nước rất nhỏ lơ lửng trong không khí, và hiện tượng sương mù làm giảm tầm nhìn của chúng ta. Hiện tượng 2. Để tóc mau khô sau khi gội đầu, người ta thường dùng máy sấy tóc để tăng nhiệt độ, làm cho nước trong tóc bay hơi nhanh hơn. Phần cuối bài, các em tìm hiểu thêm phần thế giới quanh ta. Không khí luôn có chứa hơi nước. Tại những nơi ở gần xích đạo và gần biển như thành phố Hồ Chí Minh, nếu làm ngưng tụ hết hơi nước trong một căn phòng có thể tích khoảng 100 mét khối, ta sẽ được khoảng 2,5 lít nước. Nước vô cùng cần thiết cho cuộc sống của con người và các loài sinh vật khác trên trái đất. Quá trình hình thành và luân chuyển của nước trên trái đất được gọi là vòng tuần hoàn nước. Trong quá trình này, hiện tượng bay hơi và ngưng tụ đóng vai trò rất quan trọng. Nước bay hơi chủ yếu từ các đại dương. Hơi nước bốc lên, ngưng tụ thành các đám mây bay đi khắp nơi. Các giọt nước trong các đám mây lớn dần và tạo thành mưa rơi xuống mặt đất. Nước lại theo các con suối, dòng sông chảy ra biển cả, thực hiện một vòng tuần hoàn mới. Vòng tuần hoàn nước đã và đang diễn ra trong hàng tỷ năm qua, duy trì sự sống của muôn loài trên trái đất. Bài học đến đây là kết thúc. Các em học thuộc phần ghi nhớ của bài, giải thích lại các hiện tượng bay hơi và ngưng tụ đã học. Cô chúc các em nhiều sức khỏe và học tập thật tốt.